Xin chào các bạn nhé. Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu với bạn một cái giống sung Mỹ mới và cũng là một trong những cái giống sung Mỹ quý hiếm và đắt giá nhất trên thế giới hiện nay, đó chính là cái dòng sung Mỹ Cẩm Thạch. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là cây sung Mỹ Cẩm Thạch được trồng tại Khoái Châu, Hưng Yên. Như các bạn có thể thấy đây thì cây trồng trong chậu, tuy nhiên thì nó vẫn sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Cây sung Mỹ Cẩm Thạch thì quả của nó sẽ có cái màu xanh sọc trắng các bạn nhé. Khi gần chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh sọc vàng như thế này. Nếu mà các bạn đã trồng nhiều sung Mỹ thì các bạn có thể thấy rằng những cái giống sung khác ấy, thì mùa đông lá nó sẽ bị rụng bạn nhé, mùa đông thì quả rất là ít. Tuy nhiên thì cái dòng của sung Mỹ Cẩm Thạch này thì mùa đông nó vẫn sinh trưởng và phát triển rất là tốt như thế này. Các bạn có thể thấy là trồng trong chậu cây nó vẫn sinh trưởng và phát triển rất là tốt các bạn nhé. Tất nhiên nếu mà các bạn ở các tỉnh khí hậu nắng ấm quanh năm như là Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì cây sung Mỹ này nó sẽ sinh trưởng và phát triển tốt quanh năm các bạn nhé, quả cũng ra quanh năm liên tục. Còn đây là cây sung Mỹ Cẩm Thạch một vị khách ở Hồ Chí Minh có gửi lại cho bên mình các bạn nhé, trồng tại sân thượng sau khoảng tầm 6 tháng trồng thôi và cây nó sinh trưởng và cho cái năng suất rất là tốt, quả cái lá nào cũng có quả các bạn nhé, nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc thôi. Khí hậu ba miền Việt Nam ở đâu cũng trồng được, các bạn trồng ngoài đất, trồng trong chậu, trồng ở ban công, sân thượng thì cây nó đều phát triển tốt. Như các bạn có thể thấy thì quả ra rất là sai, cái lá nào cũng có quả, màu sắc thì rất là bắt mắt. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng vừa làm cây ăn quả vừa là cây cảnh được. Phần ruột bên trong thì nó sẽ có cái màu đỏ tím và có một cái lớp mật như thế này, rất là ngọt và thơm. Cái cây hiện tại lúc đầu video mình có giới thiệu với các bạn thì cũng chỉ cần trồng trong cái chậu, nó cao khoảng tầm 30 phân, rộng khoảng tầm 30 phân thôi các bạn nhé. Nó đã cung cấp đầy đủ vi dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng và phát triển rồi. Đấy. Đây, cây hiện tại nó cao khoảng tầm 6-70 phân. Quả này thì cũng gần chín rồi. Một quả sung Mỹ Cẩm Thạch thì nó có thể đạt tới trọng lượng lên tới khoảng tầm 70 đến 100 gram một trên một quả các bạn nhé. Đấy. Màu vàng sọc xanh rất là bắt mắt. Cái giống sung Mỹ này thì quả nó cũng mọc từ cái lá mọc ra. Đặc điểm của nó là sau mỗi cái lần khi cây nó phát triển cái ngọn mới, cái nhánh mới thì nó sẽ kèm theo quả nhỏ ở những cái lá các bạn nhé. Các bạn mà muốn cây nó ra nhiều quả và tán lá nó sung xuê, các bạn có thể tiến hành cắt tỉa ngọn các bạn nhé. Sau mỗi lần các bạn cắt tỉa thì cây nó sẽ lẩy ra khoảng tầm 2 đến 3 cái nhánh mới. Khi những cái nhánh mới này nó lẩy ra thì nó sẽ kèm theo quả luôn. Trung bình khoảng tầm 3-40 phân thì mỗi cái nhánh nó sẽ ra khoảng tầm 7-8 quả các bạn nhé. Cây nó sẽ có khoảng tầm 20 đến 30 quả trên một cây, tùy từng kích thước và độ tuổi các bạn nhé. Cây nó khoảng tầm 2-3 năm tuổi thì nó sẽ ra hoa và đậu quả nhiều hơn. Đấy, cái lá nào cũng có quả này thì đậu quả rất là cao. Còn đây là những cái cây sung Mỹ Cẩm Thạch hiện tại ở vườn nhà mình các bạn nhé. Cây nó đang lên những cái nhánh mới, hiện tại thì nó chỉ dài khoảng tầm 4 đến 5 phân thôi. Sau khi những cái nhánh này nó đạt tới chiều dài khoảng tầm 10 đến 15 phân là các bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ những cái quả của nó hình thành các bạn nhé. Cây nào cũng đang phát triển rất là xanh tốt như thế này, bầu rễ phát triển rất là ổn định khỏe mạnh rồi. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386 giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây. Ở vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.